Chào mừng các bạn đến với chống diễn biến hòa bình, các bạn thân mến. Căn cứ các quy định pháp luật Việt Nam và quốc tế, ngày 4 tháng 10 năm 2016, Bộ Công an Việt Nam đã đưa Việt Tân vào danh sách các tổ chức khủng bố chống nhà nước Việt Nam. Cho nên, khỏi cần Việt Tân phải hô hào kêu gọi, từ những gì đã nghe, đã thấy, đã biết, đã chứng kiến, người dân Việt Nam rõ về bản chất phản động của tổ chức khủng bố Việt Tân quá rồi chống di miếng hòa bình giới thiệu đến các bạn bài viết còn ai không ngộ bài viết của mai thảo nảy ra tiêu đề trên khi đọc cái tốt trang việt tân vừa phóng ra ngày 23 tháng 10. ngộ thật chứ sao mấy ngày qua trên mạng xã hội toàn thấy người ta nhắc đến tên việt tân nhiều quá từ video clip cho đến status bình luận hình như nhiều người chỉ nghe nói nhưng chắc là không biết nhiều về việt tân là tổ chức nào đến từ đâu đường lối chủ trương ra sao mục tiêu là gì phẫn nộ thì hiển nhiên rồi nhưng nhiều người vẫn không thể nén nổi cái cười mỉa mai trước cái tốt đó nếu còn chút tỉnh táo việt tân phải biết thân phận mình là ai bản chất mình là thế nào chứ biết để che để đạn, cho đỡ nhục thay vì phô ra cho cả thế giới nhân dân danh tính đáng xấu hổ của mình biết để đừng lấy đó làm điều tự hào tới nỗi hồn nhiên kêu la lên hoang nghĩ ngộ thật chứ như kẻ hoang tưởng chả phải hình như gì nữa được hay bị nhị mấy ngày nay thiên hạ nhắc nhiều hơn cái tên việt tân thật trong dư luận nhất là trên mạng xã hội với đủ các thể loại tiểu thể loại từ vi clip cho đến status bình luận như cái sự đếm tính của việt tân nhắc nhiều vì trước những diễn biến thời cuộc việt tân hung hăng hẳn lên ồ ạt tung ra những luận điệu sằng bậy xuyên tạc vu khống với những là cộng sản bán biển cho anh tàu nội bộ ba đình quánh nhau dự án đường sắt cao tốc sẽ thành gánh nợ ăn nói vô lối thế cũng là một cách thu hút dư luận trò mà lâu nay việt tân vẫn tỏ ra thành thạo mà trong khi đó trước vụ bà phương hằng tố bị việt tân cho người tới suối làm những điều vô pháp thì Việt Tân lại thẻ thọt rằng thì là Việt Tân vẫn quý trọng những điều tốt đẹp bà đã làm và cảm thông với những ai hiểu sai, nói sai về mình, khiến nhiều người cười nôn ruột. Mai, thấy chưa, từng có thời Việt Tân bên bà Phương Hằng cho lắm vào. Có điều, trở nên đình đám kiểu đó thì bằng tự sát, bằng chứng ư, thì đấy, ngay dưới cái sa tút của Việt Tân đã dẫn trên nhặt ra cũng thành cả đống còm như đống gạch đá. Đẹp mặt chưa khi Việt Tân được nhắc đến với những lời lẽ. Việt Tân là con chó, ngu học, có đầu không có não, tập hợp một lũ cặn bã của xã hội. Sửa lại cái cổng nhà đi đã, Tân ơi! Ân cho gửi quỷ phúc quốc còn bao nhiêu, hay nà này chia hết rồi? Tân là một con chó, suốt ngày sủa mà không biết xem để biết ngày nó phát dạy lúc nào, nó cắn ai, biết đường mà rọ mõm nó lại. Chưa thấy ai quảng cáo cho việc tân tốt bằng con cuồng cuộn cả. Ai cũng thấy, những cái còm đó lời lẽ không được nhã nhặn cho lắm. Tuy nhiên, hiểu và thông cảm đi, khi chủ nhân của chúng phẫn nộ quá đi trước sự tự tin đến trơ tráo của việc tân. Đó là chưa kể, suy cho cùng lời lẽ gắt gỏng nhưng chỉ toàn đúng trở lên nếu đối chứng với những gì Việt Tân đã làm, đã phơi bày, nghĩa là đúng về bản chất đối tượng. Một khi đã tức thời dễ dàng hạ được những cái còm đích đáng, chuẩn xác như vậy, Việt Tân việc gì phải lo xa, hoài nghi, hình như nhiều người chỉ nghe nói, nhưng chắc là không biết nhiều về Việt Tân nhỉ. Ngược lại, thiên hạ biết rất rõ, như cái còm của một người có tên là Hiếu Lê, mọi người dân Việt Nam đều biết Việt Tân là tổ chức nào, đó là tổ chức phản động. Chúng phóc, Việt Tân là tên viết tắt của cái gọi là Việt Nam Cách Tân Cách Mạng Đảng, trụ sở chính đặt tại San Jose, California, Mỹ, gắn với những cái tên nhem nhuốc, đổ hoàng điểm trong vai chủ tịch Việt Tân và Lý Thái Hùng trong vai tổng bí thư Việt Tân, ai mà không biết. Trước nữa, tiền bối của Việt Tân là Hoàng Cơ Minh, kẻ đầu trò, thành lập tổ chức phản động mặt trận quốc gia thống nhất giải phóng Việt Nam tại hải ngoại từ năm 1981 nhằm chống phá Việt Nam bằng các hoạt động vũ trang khủng bố. Đề ra mục tiêu năm 1992 là giai đoạn lật đổ và giành chính quyền và ráo riết làm mọi việc cho mục tiêu đó. Ai còn là Với các việc làm trơ tráo, lừa đảo, đến ngay cả người nhà là Trần Văn Liễu nhân vật được hoàng cơ minh ưu ái trọng dụng phong là tổng trưởng tổng cục hải ngoại của cái gọi là mặt trận cũng chẳng đóng cửa bảo nhau mà nhảy ra giữa đường tố hoàng cơ minh và đồng bọn chỉ là bọn tống tiền là bọn buôn kháng chiến bọn lừa đảo bà con người việt sống xa xứ sở để bóc túi moi đô la và vàng thì ai mà không biết cho được những gì diễn ra sau đó y xì Cả ba chiến dịch đông tiến do Hoàng Cơ Minh và đồng bọn thực hiện thất bại thảm hại. Hoàng Cơ Minh phơi xác nhục nhã ở một cánh rừng. Ngày 1 tháng 12 năm 1987, Tòa án Nhân dân tối cao nước Cộng hòa sau chủ nghĩa Việt Nam mở phiên tòa xử công khai vụ án Hoàng Cơ Minh với tội danh phản bội tổ quốc và hoạt động phỉ. Cái án to đùng này, thiên hạ biết quá đi chứ. Chết nhưng nết không chừa, sau nhiều hoạt động tiếp theo thất bại năm 2004 tại Đức, tổ chức mặt trận tuyên bố giải tán và công khai hóa Việt Nam canh tân cách mạng đảng gọi tắt là Việt Tân và tiếp tục tổ chức các hoạt động móc nối cơ sở, tán phát truyền đơn, khủng bố, kích động người dân biểu tịch. Nói cách khác, dù hoạt động dưới tên gọi mới, dù vỗ ngược rêu rao, Việt Tân là tập hợp những người Việt yêu dân chủ, khát vọng canh tân con người và canh tân Việt Nam dù tuyên ngôn chủ trương đấu tranh bất bạo động nhưng bản chất và mục tiêu phản động của việt tân xuyên suốt tới nay không hề thay đổi việt tân luôn tìm mọi cách để lật đổ nhà nước việt nam việt tân vẫn đứng sau các hoạt động khủng bố trong đó có các vụ đặt chất nổ tại các điểm đông người ở thành phố hồ chí minh nhưng đều bị cơ quan chức năng việt nam phát hiện ngăn chặn vì thế căn cứ các quy định pháp luật việt nam và quốc tế Ngày 4 tháng 10 năm 2016, Bộ Công an Việt Nam đã đưa Việt Tân vào danh sách các tổ chức khủng bố chống nhà nước Việt Nam. Cho nên, khỏi cần Việt Tân phải hô hào kêu gọi, từ những gì đã nghe, đã thấy, đã biết, đã chứng kiến, người dân Việt Nam rõ về bản chất phản động của tổ chức khủng bố Việt Tân quá rồi.